Real Madrid thua sốc trước đội bóng lần đầu dự Champions League. Rạng sáng nay, Real Madrid đã nhận thất bại sốc với tỷ số 1-2 trước đội bóng nhược tiểu, nếu không muốn nói là yếu nhất giải, Sheriff. Cầm bóng 67%, dứt điểm 31 lần so với 4 của đối thủ. Nhưng Real Madrid chỉ có nổi một bàn thắng và nó diễn ra trên chấm penalty, trong khi đội bóng Moldova ghi 2 bàn, ra về với 3 điểm và đứng nhất bảng sau 2 chiến thắng. Đó là những gì đã diễn ra trong đêm điên rồ ở Madrid. Real Madrid bước vào trận đấu này với một số thay đổi trong đội hình xuất phát, nhưng họ vẫn vượt trội so với đại diện Moldova. Sự hơn hẳn về đội hình lẫn lợi thế sân nhà giúp Real Madrid sớm dồn ép đối thủ, nhưng họ đã vấp phải sự chống trả kiên cường của Sheriff. Phần vì sự xuất sắc của thủ thành Sheriff, phần vì sự nóng vội trong những cú ra chân mà tính hiệu quả của Real không cao. Nửa đầu hiệp 1, họ sút 5 lần nhưng nguy hiểm nhất có chăng chỉ là pha đá phạt hàng rào khiến thủ thành đối phương phải rướn hết người để bóng của Benzema ở phút 18. Đổi lại, Real Madrid nhận bàn thua sốc ở phút 24 trong pha dàn xếp có đường nét. Bóng được tạt vào rất vừa tầm để Raspo ép bật cao đánh đầu vào góc thấp khiến Courtois bó tay. 1-0 cho Sheriff. Lúc này, áp lực dồn lên khung thành các vị khách càng lớn khi các mũi công Real Madrid liên tiếp hoán đổi vị trí để khoan vào hai cánh hồng tìm được bàn gỡ hòa. Nhưng với một kết cấu vững chắc, các cầu thủ Sheriff đã kiên cường chống đỡ. Real Madrid cũng có thêm một vài cơ hội nguy hiểm nữa nhưng không tài nào thắng được thủ môn đối phương lẫn vận đen. Vì thế, họ đành kết thúc hiệp 1 với thất bại 0-1. Trong hiệp 2, thế trận một chiều vẫn diễn ra nhưng có khác là chủ nhà đã tìm được bàn thắng. Phút 64, trong một pha ngã điều nghệ, Vinicius đã mang về một quả penalty. Trên chấm 11m, Benzema dứt điểm chuẩn xác đưa bóng vào góc cao khung thành gỡ hòa 1-1. Đây là bàn thắng giúp anh ghi bàn trong 17 mùa giải liên tiếp ở đấu trường Champions League. Đó là một kỷ lục của giải đấu. Và quan trọng hơn, bàn thắng này giúp chủ nhà chơi hưng phấn và họ không ngại dùng toàn bộ lực lượng lên để tìm kiếm chiến thắng. Lần lượt những Vinicius, Modric, Asensio đã thử vận may với những pha bắn phá liên tiếp. Nhưng trong một ngày đen đủi, họ vẫn không tài nào tìm thấy mảnh lưới. Điển hình như trong một pha dứt điểm cận thành của Modric, bóng lại đập trúng mặt thủ môn ra ngoài. Dù tình huống này, thủ thành của Sheriff đã hoàn toàn bị động. Sheriff vẫn có những cơ hội của riêng mình. Phút 72, họ đưa được bóng vào lưới nhưng tiếc rằng va can thiệp và từ chối bàn thắng vì một cầu thủ rơi vào thế việt vị. Nhưng rồi, nỗ lực của các vị khách cũng thành công vào phút thi đấu cuối cùng của trận đấu. Trong pha bóng này, tận dụng sự thiếu quyết đoán của các hậu vệ chủ nhà, Thiêu đã băng lên dứt điểm chuẩn xác với cú đá vào góc cao không thể cản phá. Tuyệt phẩm này đã ấn định chiến thắng 2-1 cho Sheriff. Một cú sốc rất lớn trong nhiều năm trở lại đây tại đấu trường châu Âu. Ở bảng đấu có Real và Inter, Sheriff đang dẫn đầu với 6 điểm qua 2 trận.